Vâng, mến chào các quý anh em nhé. Hôm nay shop Zipman có một cái cây Zippo rất là đẹp, muốn giới thiệu cho anh em xem nhé. Cây này có thể được nói là siêu phẩm anh em ạ. Siêu phẩm. Và nó thì là thứ nhất là hàng xuất Nhật anh em nhé, hàng xuất Nhật và hàng Amor, mạ bạc và đính đính đá anh em nhé. Đấy, thì mình giới thiệu luôn cho anh em xem. Cái này thì nó được đựng trong cái hộp như thế này thôi. Cái hộp hộp nhung anh em nhé. Đấy, hộp nhung. Đấy, cái hộp này trong đấy bằng có bằng kim loại trong đấy. Hộp rất là cứng cáp. Và chiếc Zippo đây ạ, nhân vật chính chúng ta hôm nay. Một chiếc Zippo có chất liệu bằng đồng anh em nhé và được mạ bạc. Hàng này là hàng Amor. Đấy thì mình sẽ giới thiệu cho anh em xem. Trên đây có đính theo nhà sản xuất thì họ bảo là trên đây đính 7 viên ngọc lam anh em nhé, ngọc lam. Thì mình cũng chưa kiểm định, mình không biết là ngọc lam hay là đá xanh thì mình không biết, nhưng mà cái này mấy cái này nó như cái trong cái nhẫn anh em nhé, nó như mấy trong cái nhẫn người ta làm ấy, thì nó cũng đính vào như thế này. Trên đây là có ba, dưới đây có ba là 6 viên, ở giữa đây một viên to nhất là 7 viên ngọc anh em nhé. Trên cái hình này thì có một con emblem nữa. Emblem này thì nó dày tầm khoảng 2 ly anh em nhé. Được đính lên như thế này. Trông rất là đẹp. Cái này thì anh em mua sưu tầm thì rất là tuyệt. Hoặc là anh em có thể tặng cho người thân anh em nhé. Hoặc là người quan trọng. Một người quan trọng với anh em như vậy. Chất liệu cây này là bằng đồng nguyên khối. Đấy, sau đấy được khắc chìm. Khắc chìm anh em nhé. Khắc chìm. Và mạ lớp bạc. Trước khi mạ bạc thì họ sẽ phủ một lớp niken thì phải, lớp niken xong rồi họ mới mạ bạc lên được anh em nhé, chứ họ không mạ trực tiếp là bạc lên đồng lắm. Bản lề cây này thì có 5 chấu đều chọn anh em nhé. Những cây như thế này thì shop cũng đã từng bán này, những cây mạ bạc như cũng đã từng bán này, nhưng mà có đính ngọc thì shop cũng có nhưng mà chưa quay, lâu lắm rồi không quay. Để nó mạ bạc nó như này, nó mạ bạc thì nó có vân tơ tơ như này là bình thường anh em nhé. Đấy, còn cây này là mới nguyên. Cái bản lề của cái dòng Amor thì nó sẽ không tròn như cái dòng dòng vỏ vỏ tiêu chuẩn anh em nhé, tại vì vỏ nó dày hơn nên nó phải làm cho nó hàn nó chắc chắn hơn. Đấy, cây này cầm xăng thì tầm khoảng 5 đến 7 hôm là ok. Mặt sau thì không có đính ngọc và được khắc anh em nhé, khắc chìm bằng công nghệ Amor acid nguyên bản anh em nhé. Đấy, cạnh bên này đấy rất là đẹp, mạ bạc luôn anh em nhé, lắc bạc. Mộc đáy thì cái này có mộc đáy lồi, sản xuất năm 2019 thì shop nhập có mấy cây thôi. Và nếu như anh em muốn lấy nữa thì sau shop sẽ nhập thêm anh em nhé. Có thể là sẽ là năm 20 thì phải, hoặc là 21 gì đấy. Trên đây có chữ Blood for Made in USA. Thì tức là công ty Zippo được làm tại quận, một cái quận ở Blood for. Và hàng này là hàng sản xuất trong nước USA, trong nước Mỹ. Cái kin và chữ A đây là ký hiệu của hàng Amor anh em nhé. Cái ký hiệu này, cái logo này đã được đăng ký bản quyền thì nó có dập chữ R ở đây. Đấy, nó như thế. Rất là đẹp. Cái này thì mà anh em mà trưng bày thì hoặc là sưu tầm thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, nó như thế. Thì bây giờ mình sẽ bóc tem ra. Bóc tem cho anh em xem nhé. Đấy. Mặt sau của những cái này nó khắc hình như thế này. Mình cũng chưa nghiên cứu kỹ về cái họa tiết hoa văn này thì nó không biết là nó có ý nghĩa gì. Đấy, tại vì nó cũng không có chữ để mà mình nghiên cứu ấy. À, nó còn hình thù như này, thì nếu mà anh em nào biết được cái này thì có thể bình luận mình dưới cho shop mình ấy với nhá. Cho shop biết với. Chứ không biết là không thể chấm bừa được. Nói tầm bậy tầm bạ là không được. Đấy. Cái này rất là kín. Đấy, nó như thế này. Khắc này là khắc chìm anh em nhá. Thì tiếng kêu nó đây anh em ạ. Đấy, tiếng kêu đấy anh em nhé. Tiếng kêu nó thì sẽ xem như trong video anh em nhé.
Bên trong thì đây. Nếu anh em nào đã chơi Zippo và chơi cái dòng mã bạc rồi thì không biết là bên trong thì nó sẽ lem lem như thế này anh em nhé. Đấy, cái dòng mã bạc thì bên trong nó lem tí là bình thường thôi, không có vấn đề gì cả. Còn vỏ thì dày, dày dặn và cứng cáp nên rất là chắc, chắc chắn và bền anh em nhé. Cái lát thép thì nó như thế này. Cái này thì shop sẽ ship COD anh em ạ, hàng đến nơi anh em kiểm tra hàng đúng hàng xong em mới thanh toán ra, và shop cũng bảo hành trọn đời. Đây. Sản xuất năm 2019. Zippo thì nó thường nó sẽ sản xuất trùng năm anh em nhé, ví dụ cái này trùng năm 19 này, còn chữ cái thì thường là lệch lệch tháng thì không quan trọng. Những cái dòng mà khắc ăn mòn axit ấy, khắc chìm ăn mòn axit thì cái ruột nó sẽ có đường lem như thế này. Đấy. Những cây nào mà khắc chìm ăn mòn axit sẽ có anh em nhé. Cây này thì cổ đã cao, mình chỉ cần soi cho anh em là anh em biết là hàng như thế nào rồi. Hàng xịn thì anh em nhìn phát là anh em biết ngay. Bánh xe cá xéo này rất là bén lửa luôn, bên trong thì như thế này anh em nhé. Sợi tim có một sợi chỉ màu vàng. Ví dụ như anh em thấy trong đây có một cái lưới gà này, cái lưới gà này Zippo ấy, nó ví dụ nó rất là bền anh em nhé, nhưng mà nó vẫn hy hữu là nó hỏng hỏng là gãy cái lưới gà này. Thì nếu anh em gãy, anh em mua chỗ khác mà bị gãy nhá, thì anh em thay thì mất đâu tầm khoảng hơn 100.000 gì đấy. Nhưng tại shop Zipman anh em mà dùng mà bị gãy cái lưới gà này bất kể khi nào nhé thì shop sẽ bảo hành miễn phí cho anh em, nên anh em yên tâm nhé. Châm xăng vào đây, cái này là bằng đồng luôn, ship COD hàng đến nơi anh em kiểm tra đúng hàng rồi anh em nhận nhé. Nhưng mà nếu anh em nào muốn đặt ấy, thì chắc chắn nhận thì anh em khá đặt nhé, chứ một số anh em là đặt hàng xong rồi không nhận đấy. Mặc dù là nói rất là hay, thậm chí là số điện thoại là tới quý 9 vẫn là cứ bom hàng. Cây này thì shop đang phân phối với giá là 3 triệu 450 nghìn anh em nhé, 3 triệu 450 nghìn. Đây, một chiếc Zippo rất là đẹp, hàng cao cấp xuất Nhật anh em nhé. Vâng, anh em nào muốn lấy thì nhanh tay alo cho shop theo số điện thoại bên dưới nha, 0977 495 865. Còn anh em muốn xem nhiều mẫu khác thì lên Google này, qua chữ zipman.vn hoặc lên Zalo nhé, kênh Zalo đầu tiên của Việt Nam có tích vàng anh em nhé. Vâng, kính chào anh em ạ.